Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh Hoàng và các bạn đang theo dõi một ngày cuối tuần của mình ở Thụy Sĩ. Bắt đầu thôi nha các bạn ơi. Mình đang ở trên đường đi từ nhà của chị gái mình đến lễ hội Kim Khí Cầu. Thì cái đường đi này mình cảm thấy nó rất là đẹp. Cảnh của Thụy Sĩ thật sự là nó rất là đẹp, đẹp như trong tranh á, đẹp mà phong cảnh hùng vĩ. Mặc dù là mình đã đi Thụy Sĩ rất nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần đi tới những cái cảnh này mình đều cảm thấy rất là mê, cứ như là lần đầu tiên được tới. Có một cái câu chuyện vui mà mọi người hay nói đùa với nhau á, là ở Thụy Sĩ khi mà mọi người chạy ở những cái vách núi, đường đi lên núi như thế này thì dễ bị xảy ra tai nạn, là do cảnh Thụy Sĩ nó đẹp quá nên là mọi người ham nhìn cảnh mà không có nhìn đường, hay là mọi người lo chụp hình mà không có nhìn đường nên là dễ bị xảy ra tai nạn. Thật ra thì cái đó là đùa thôi, nhưng mà đường nguy hiểm là do cái vách núi nó quanh co nên là tầm nhìn nó không nhìn rõ, với lại tuyết trơn nữa, nên là bạn nào mà tay lái chưa vững mà lần đầu tiên đi Thụy Sĩ thì các bạn nhớ cẩn thận nha. Tốt nhất là tìm hiểu đường đi kỹ trước khi đi. Thì sáng nay lúc mà mình ra đường thì mình thấy là từ cái chỗ nhà chị mình cho tới cái chỗ lễ hội đó thì khoảng 50 phút, nhưng mà mình đã quên mất không tính tới cái chuyện kẹt xe, tại vì hôm nay là lễ hội cho nên tất cả mọi người đều thích đi, là mình bị kẹt xe. Đây, đoạn này là đoạn kẹt xe đấy các bạn. Ban đầu thì là tính đi chỉ có 50 phút thôi, nhưng mà vì kẹt xe nên là mình đi tới khoảng hơn 2 tiếng mới tới cái địa điểm đó. Nhưng mà hên ở một chỗ là trên cái đường đi cảnh nó quá đẹp nên là dừng lại ngắm cảnh và chụp hình thì mình cũng thấy nó không có quá tiếc gì, và mình vẫn thấy rất là enjoy cái đoạn đường đó mặc dù bị kẹt xe. Video này tới đây thôi, các bạn theo dõi video tiếp theo để xem hình ảnh Kim Khí Cầu cùng với mình nha.